bữa lấy hai cái đùi bò nhá, anh trả tiền rồi nha. Đúng rồi. Giờ anh gọi lên tao nói để tủ lạnh á, nhà em nó không biết nó lấy ra bán cho khách nè. Chết cha. Em coi người Việt Nam mình á, mà anh nghi rồi nha, nó thiệt là anh nghi rồi. Mà sao trả tiền mà? Anh nghi rồi, cho nên là bữa thứ ba thứ tư anh đã gọi điện trước rồi đó. Anh nói là chủ nhật anh tới anh lấy, mình thấy không cái ý cái người Việt mình nó kỳ lắm. Trong khi anh đã trả tiền trước rồi, mình đã trả tiền rồi cả nhà, mà tới ngày chủ nhật không có hàng. Cái gọi điện lại cho anh nói là bữa nhỏ em nó không biết, rồi nó lấy nó bán cho khách rồi. Rồi giờ khách hứa với khách nữa. Khách hứa với khách luôn. Ờ, mình nó hứa với khách mình luôn. Giờ anh chạy về luôn á anh chị ơi. Chạy về nhà tranh thủ chạy về luôn. Mệt quá. Tranh thủ. Em lái được 2/3 đoạn đường rồi cả nhà, còn 1/3 nữa, mệt quá, bơ phờ luôn. Giờ về nhà là chuẩn bị co-fish với lại cua để mình với Hà ăn. Cả nhà theo dõi tiếp tục với Bầu Trời Cali nha. Cuối luôn cả nhà, mới về tới rồi ha, đầu tóc u sù. Nhìn mặt mà, rửa mặt đi. Này em ngâm em trà cho sạch nha, cái co-fish với hai con cua. Bây giờ tụi mình xử đi ha, mình đi tắm cho khỏe. Mệt quá. Tắm đi. Hà sẽ làm món Mỹ nha anh chị. Bầu Trời Cali là chỉ biết nấu món Việt Nam thôi, món Mỹ là không biết. Đây. Mày hả mày? Sung hả mày? Trung hả? Em mà có đó em phải đứng em lựa từng con nè, châm bồi. Trời ơi anh lựa hết nó rổ luôn rồi. Yeah. Được như đây đó. Vậy hả? Giỏi. Người ta lấy hết rồi. Chứ anh lựa từng con mà. Giỏi. Bây giờ mình thử cho nó kẹp thử coi đau không nha. Cái con này dân Việt Nam không cho nuôi nha, nó phá mùa màng. Miếng cua chưa chết đâu, sáng lấy còn sống mà. Ủa sao con này quéo rồi. Ờ còn sống. Cái này có xúc xích nha cả nhà, nhưng mà có một cái là hai đứa ăn một thao vậy là đủ rồi, cho nên là mình kêu Hà thôi đừng mua xúc xích nữa. Không quay cua đừng quay anh. Hả? Anh khán giả chán cái mặt anh lắm rồi, thôi đừng quay mặt anh. Không có là nhớ. Có người hỏi Hà mua con dao chặt thịt này ở đâu. Đã không? Em mới vừa nói anh đó. Công nhận là một, dao này chặt đã thì. Bầu Trời Cali mà quay cái gì á là cô chú anh chị hỏi cái đó à. Ha, mua hay. Về bán luôn anh. Cái này á là Bầu Trời Cali mua ở bên Nam Cali á. Mua lúc mà em mới dọn nhà qua bển á. Rồi em mua luôn mà em chẳng biết cái chợ nào nữa. Nhưng mà chợ Việt Nam, 100% là chợ Việt Nam. Anh đi Thuận Phát với ABC thôi. Bên đó có 5-6 đồng thao, bên đây 11-12 đồng, giảm hàng. Có nhiều anh chị nói cái con cua này trong Costco á, bán nó hấp sẵn á, ngon hơn là con cua sống luôn, mà không biết đúng hay không. Nhớ có lần mà em nói anh mua ăn, anh nói thôi mua tươi ăn ngon hơn. Em cũng đâu thích ăn đông lạnh đâu. Thì em nghĩ là không có ngon. Anh cũng nghĩ vậy. Mà mình nghĩ làm sao nó ngon bằng được tươi ta, tươi phải ngon hơn chứ ta. Không hiểu. Cô đó cổ hướng dẫn thì mình thấy. Cảm ơn cổ, nhưng mà bữa nào mình phải ăn thử. Phải ăn thử một cái. Mua thử ăn có rẻ rẻ, ăn thử nó chất lượng nó làm sao. Để mình review cho anh chị xem cua đông lạnh ăn nó ngon. Đây nè, mình luộc chín rồi ha. Sau đó Hà sẽ xào chung co-fish với lại cua này luôn. Hot hot. Anh phải đặt cái càng á. Ờ, quên. Để tí mình khỏi với khỏi. Dạ, quên. Lấy cái dằn luôn. Không, lấy cái chạy. Chút bóp đi em ơi, dằn luôn. Dính nhà luôn. Dễ mà nó mềm mềm. Cua này cái vỏ nó mềm lắm. Mềm hơn cua đá vỏ cứng ngắc. Trời ơi. Wow. Đây nè. Hấp đi anh. Đó, đi đường xa có bộ bổ dưỡng. Cái này là nó mặn tự nhiên luôn, nước biển á. Mặn ngon tự nhiên. Anh nghĩ nãy giờ anh không nước biển ấy mà, mặn chát. Bỏ nước ra trước em, ấy nước ra trước em.
Trời ơi gặp. Để vô xào chung luôn ha. Đúng không? Có cái con cua này ở bên Mỹ á anh chị. Quay thẳng xuống nha. Con cua này bên Mỹ á là họ đánh bắt những con cua này họ bán, nhưng mà đặc biệt á là không được bắt con cái nha. Cái con cua mình ăn á là tất cả là con cua đực hết. Cua đực không à. Nói chung là để sinh sản nữa chứ đúng không? Luật của nó là nó cấm nha. Tất cả là cua đực hết á cả nhà, không có con nào cua cái hết á. Cả nhà thấy không, cái gạch của nó nè. Cái này á không phải là gạch, không phải là trứng nha. Cái này là giống như là cái cơ thể của nó thôi, của con cua đực thôi. Còn nếu mà nó là con cua cái nó sẽ có trứng. Mà bỏ, trứng bỏ nó cứng cứng. Hả? Bỏ đi. À, tạ nạo ra bỏ nó sao thôi. Ăn cua được không à? Cho nên họ đánh bắt những cái con này á, chính phủ họ cấm để mà có ăn hoài. Ăn cua cái hết rồi sao nó đẻ. Để anh lấy múc ra. Bởi ha, bên Mỹ cũng vậy, đàn ông cũng bị kỳ thị ha, bị ha thua phụ nữ ha. Thì con ha, con đó đến nỗi con cua thôi, con phụ nữ, con cua nữ nó cũng còn sống, con cua đực thì bị tử vong hết. Cái mặt thì complain, cái mặt complain đi. Cua đực thì ha đem vô nó xào mỡ hành hết. Còn con cua nữ thì nó được sống nó đẻ. Con. Sướng dễ sợ thiệt. Bởi đàn ông á thiệt thòi. Tại vì mày là đực nha. Số mày số xui nha. Kiếp sau mới muốn làm cua nữa thì làm cua cái, đừng có làm cua đực. Thì số thì con cua cũng xui. Rồi xong rồi, xào đi. Bơ tỏi. Trời ơi. Mới bỏ cái seasoning này. Nghe mùi của confit rồi đó. Rồi thơm phức luôn cả nhà ơi. Giờ tụi em sẽ xử trên cái chảo luôn nha. Để ăn luôn. À, mệt quá. Mà anh chị nha. Sao nóng nóng vậy? Nóng hả? À? Em tắt hết rồi đó. Rồi tắt hết đi, nóng. Giờ mùa nóng rồi. Muốn mở quạt không? Ừ. Thôi mà ồn. Rồi mà anh chị mà cả nhà. Đổi quá rồi. Hết chịu nổi rồi. Lúc này anh chưa chụp hình cua á, em định đi mua cua snow crab nữa. Ồ vậy hả? À. Đâu có biết anh mua cua đâu. Hà nay uống rượu luôn nè. Nè em phải rượu luôn nha, nước giống như nước ngọt. Hypnotic. Hypnotic. Thôi ăn đi. Nè. Thích COVID, ăn COVID đi. Nhưng mà chắc làm không ngon bằng nhà hàng đâu. Thấy là thấy không. Nhà hàng lúc nào cũng ngon. Ừ. Làm cái sốt của nó rất là sệt. Ừ. Mình làm giả chiến mà. Dạ. Kệ, có gì ăn đó. Lúc anh chưa qua Mỹ anh đâu biết con này con gì trời. Vậy hả? Ừ. Hồi xưa em cũng không có ăn. Bên Việt Nam đâu có con này. Sao nó mặn quá vậy? Cái gì vậy? Mặn không? Ừ. Em bỏ muối không nó mặn không? Không, em đâu bỏ muối á, em bỏ đường quá trời luôn á. Ồ dạ, vậy cái sốt nó mặn sẵn. Ồ, cái sốt nó mặn. Hồi xưa ai cũng ngồi ăn cái này cũng trời ơi, sao chiên quá vậy, làm điếc á. Nó nhỏ nhỏ luôn. Cái anh bỏ cái muối nhiều quá. Cái đỏ đỏ đó. Sốt của nó. Cái sốt của nó nhiều quá.
nó giống như con tôm của Việt Nam mình thôi, mà có một cái mùi nó hơi khác khác chút. Việt Nam có con này không ạ? Không. Ở tiệm nó có tôm đầu đầu tôm gạch đó, clam nó mình order cái gì đó. Nãy đi chợ gặp anh khán giả của anh. Dạ. Hỏi anh nè, anh mới coi cái clip chia tay em. Xong hỏi anh đi Cali về chưa? Anh mới nói dạ anh đang trên đường về. Nói anh mới coi cái clip chia tay em đó. Thêm miếng đường. Ha. Không có muối nào. Mặn. Đường có dịu quá. Dạ. Yeah. Ngủ em. Ngủ. Ngồi mỗi lên. Dạ. Đạt ngủ sớm. Yếu quá à. Nhậu con đêm rồi ngủ. Bia, hai anh em uống bia. Dịu quá hả? Dịu. Này ăn phải ngồi chấm chấm quẹt quẹt nó mới ngon. Bạn mà bán con phí nó đổ bịch nhà ra gì ăn. Đi bên Louisiana mà cái mùa này á, trời ơi, đã luôn. Chỗ cái French Quarter nhớ hồi đó có 49 cent thôi. Ghê à? Hả? 49 cent. Ủa bởi nó rẻ thế ghê. Rẻ quá hả? Vẫn còn rẻ hả? Bữa mình đi chợ Hàn Quốc ở đây mười mấy đồng nha. Vẫn còn 17 đồng á. Đâu có 12 đồng. 11 đồng 99, 12 đồng 99. Ủa nhớ 17 đồng 99. Biết năm nay nó trúng mùa hay sao cua này nhiều dữ. Quá trời lắm. Mà chợ nào nó cũng sale á. Dạ. Tự cạnh tranh nhau. Vậy sao bên này không sale? Bởi vậy. Thí dụ mua bên đó về sale. Bên này đâu có sale đâu. Ăn ghét gì vậy? Dơ. Ăn cái này là phải chịu. Ngồi tiệm mà ăn này lâu lắm. Em ăn đó. Hả? Không biết đi. Đây nè, ăn có cái càng mà nãy giờ. Kiểu này em mới quay cái video 2 tiếng mới hết. Dân ở bên Mỹ này thích ăn cái con này lắm nha. Thấy nhiều người phụ nữ thích. Anh không thích đâu. Nó dơ làm miếng lọt lọt. Là miếng lọc lọc cũng như vậy. Miếng lọc. Ừ. Thấy mấy cái tiệc tùng đó, nhà ta hay nấu cái này. Dạ. Em mà ngồi nhê nhê, em ngồi ăn được mấy thao không? Thank you anh yêu. Ở đây á, có mùa vô mùa nó cũng bán ra. Cũng có đầu tư đó. Đi có ngày về lẻ mà. Lái xe rồi cũng mệt. 1 tháng 4 nè, Easter nè, đóng cửa ngày đi. Chủ nhật đóng. Đi nhà mang nuôi hết luôn. Trời ơi, giỏi vậy. Nguyên nồi hết luôn hả? Hết luôn. Trời hay. Được 2 tô à. À quên để. Bữa lấy hai cái đùi bò nhá. Dạ, anh trả tiền rồi nha. Đúng rồi. Giờ anh gọi lên tao nói để tủ lạnh á, nhà em nó không biết nó lấy ra bán cho khách à. Chết cha. Em coi người Việt Nam mình á. Mà anh nghi rồi nha, nói thiệt là anh nghi rồi. Mà sao trả tiền lần? Anh nghi rồi, cho nên là bữa thứ ba thứ tư anh đã gọi điện trước rồi đó. Anh nói là chủ nhật anh tới anh lấy.
Bữa biết chị kêu Đạt ra bán giùm. Bán giùm sao xếp? Bỏ cho trong tủ lạnh của anh Đạt đi, còn hơn là để ngoài đó, anh hiểu không? Rồi, cứng. Hay làm quen á, quen nó qua đó, bữa đó. Mình thấy không, cái ý cái người Việt mình nó kỳ lắm. Trong khi anh đã trả tiền trước rồi, mình đã trả tiền rồi cả nhà. Lúc đó ba cổ gọi cho mình nói là có hai cái đuôi bò ngon lắm. Tính có lấy không, nó dạ lấy. Lấy giờ thôi chuyển tiền cho chị đi rồi chị giữ lại cho, nó ok. Còn chị lên chuyển tiền liền cả lập tức luôn. Rồi ok chị giữ giùm em đi, chừng nào qua cái liền lấy. Vậy mà vừa chạy qua mà mình đã nghi trước rồi nha. Thứ ba mình đã gọi rồi, thứ ba thứ tư mình đã gọi rồi, chị. À chủ nhật em qua em lấy đuôi bò nha. Chị cũng ừ. Giống như là trong thời gian đó là cổ tiền, thấy không? Cổ tiền của đời cho anh, hiểu không? Mà tới ngày chủ nhật không có hàng. Cái gọi điện lại cho anh nói là bữa nhỏ em nó không biết. Nó lấy nó bán cho khách rồi. Rồi giờ khách hứa với khách nữa. Khách hứa với khách luôn. Mình nó hứa với khách mình luôn. Mấy người Việt mình nó có tật kỳ. Cái nào ra cái đó, mày hiểu không? Người ta đã trả tiền rồi. Thì cái đó là của người ta, không bao giờ được đụng vô. Cái kiểu này giống như khách vô hỏi. Rồi có lấy bán luôn. Tại vì con nghĩ là anh chưa có qua. Rồi mốt tính sao? Mốt tính sao? Đó, cái kiểu đó là kiểu vậy đó. Cái nhà coi, bây giờ mình phải nói chuyện lại với người khách của mình. Thì cái kỳ cục ghê. Mà mình trả tiền rồi luôn đó nha, nói chị giữ giùm em đi. Chứ không phải mình không trả tiền, mình hứa hẹn thì mình cũng không nói. Từ cái tánh mình đó là mình làm gì rụp rồi. Mình cũng sòng phẳng đàng hoàng, trả tiền liền. Để bắt công là cũng nói, tự cứ muốn chịu trả tiền cho chị bán thì không nói. Thằng này mình đã trả tiền luôn rồi. Coi vậy coi được không? Cái anh ghét anh không thèm lấy cái món khác nữa. Thôi bây giờ anh nói nhỏ đó gọi điện anh nói cho anh thôi, cho em xin lỗi đi. Rồi giờ anh có lấy phèo đó không? Không lấy nữa. Giờ em gieo tiền lại cho anh, trả lại cho anh đi. Gieo trả lại. Trả tiền lại cho anh đi, anh không mua nữa. Anh giận lên nói vậy, anh không mua nữa, để lần khác đi. Giờ anh không có thời gian đâu mà ngồi chờ. Anh nói thứ hai có chắc có không? Mà anh phải chỗ là anh ở. Cứ sẵn sàng bên đó anh cũng tốn kém này đi các thứ nữa. Mà chưa chắc gì thứ hai có. Chưa chắc thứ hai có nữa. Rồi mất hết thêm 2 ngày nữa. Mất thêm 1 ngày nữa làm gì? Sao kia ship qua đâu không? Ship overnight cũng tiền. Kể đi. Tự nhiên tôi kể đi, mình mua về mình bán, mua về mình ăn đâu còn kể đi, lấy gì lời. Mua về bán, mua ăn nè. Thì nói với khách. Anh nói thiệt, đắp chết trong linh tính trong đầu anh nghi. Yeah. Anh gọi trước, anh cố tình gọi trước để có ready, có sẵn sàng cho anh, hiểu không? Rốt cuộc có tiền này không có. Phải để tên anh đúng không? Anh nói 100% người ta biết của anh. Nhưng mà khách vô hỏi là lấy ra bán luôn. Là tiền trả lại cho anh sao, hiểu không? Chứ sao không biết được, trong tiệm có mấy người chứ nhiêu, mà người nào mà thật đồ của ai mà thường là ghi lên cái bịch đó chứ. Chứ làm gì có chuyện lộn gì ở đây. Như đồ của khách nào đó cũng ghi lên cái bịch đó chứ. Mà người ta trả tiền rồi. Rồi nữa, rồi không trả. Không phải không trả đâu. Bến bịch. Ghét anh không lấy nữa. Cái đó là cái kiểu mà hả, làm ăn kiểu kỳ cục. Qua tới bên Mỹ rồi vẫn còn mấy cái kiểu đó, ngon được. Anh thấy không, ví dụ người Mỹ đi, bán nó luôn, nó cũng không dám bán cho ai. Ví dụ vậy, anh hiểu không? Của khách hàng là order là của người đó, chứ làm gì có cái chuyện này. Anh mới nói, tào lao nhiều cái. Mà anh bực ở chỗ đó là hả, anh hứa khách của anh nữa. Yeah. Anh phải cancel còn người ta. Em thấy không, một chuyện làm tào lao thôi mà mất tùm lum tùm lao luôn. Dây chuyền hả? Như anh đi, ví dụ anh nói thiệt luôn. Nếu một cách anh mà làm ăn kinh doanh, cái đó người đó của đó là có chết rồi cũng không bán. Tự mình đã lấy tiền rồi. Đúng rồi. Mình đã lấy tiền rồi, chứ không phải mình chưa lấy đâu. Giờ ai vô hỏi nó hết rồi. Thôi chứ, mình đâu có tham lam cái gì được. Mình đâu có làm cái kiểu đó được. Chứ phải bỏ tên của anh vô rồi ai lấy. Ai lấy.
cái kiểu là cái người khách tìm quá thổi quá lấy ra bán luôn, cũng đâu có lời được thêm đâu, cuối cùng mang mất uy tín quan tiếng với anh đó em ha. Bác người đó cũng vậy đó. Tính cái phèo gì anh bán nữa, nó thôi cuối cùng kiếm viên thì tất quớt luôn đây à. Thiệt giận gì. Tại giận không giận. Chứ bà làm ăn kiểu đó mà kêu anh tới lấy phèo dẹp cũng đi, khổ tao khổ bán luôn. Bực bội. Được khách anh ok. Thì ok thôi chứ cũng sorry tao luôn chứ sao. Anh nói không có hàng thôi, sorry thôi. Đồng ý là không có anh người ta vẫn bán được. Em hiểu không? Nhưng mà trong kinh doanh làm ăn á thì được phải ra đàng hoàng. Yeah. Anh cũng là khách hàng vậy, chứ không phải anh là gì đâu. Không làm được. No rồi đó. Anh đi. No rồi cái gì vậy? Hết đi. Hả? Hết đi. Cua quá trời. Ngán ngán. Cua quá trời. Mai mang tiếp đi. Bên bán nhiều hả? Không lấy à? Phải rồi. Sao được tiếp đi. Hai em lên cả nhà. Mệt quá ăn không nổi. Gần hết chảo rồi. Tại giỏ không à. Giờ nghỉ ngơi mới mệt. Thôi em đi nha cả nhà. Em tắt nha. Em mắt hiếp rồi, mắt hiếp rồi. Hẹn em lại anh chị vào video kế tiếp. Mắt hiếp rồi. Mệt rồi. Uống bia em nổi luôn. Dạ. Lái đường á. Uống ngon lành.